Trời ơi, chị hai con bị bắt quả tang giật chồng người ta, còn bị đánh ghen thê thảm nữa. Trời ơi, mày đánh riêng mày la dữ vậy? Cái gì vậy? Con Hằng bị sao? Người ta giết cái gì trong tàu Việt Trình đó? Dạ không, có gì đâu tía. Hả? Con Hằng nó bị sao? Dạ không có gì đâu tía. Tía ơi, ông có sao không vậy? Tía có sao không? Tía đừng bỏ con. Tía ơi, có sao rồi? Con chết luôn á tía ơi. Ông ơi. Tía. Không ngờ người đẹp vậy mà độc ác quá. Người còn dám giết thì hỏi chuyện gì không dám làm. Kinh khủng thiệt đó. Từ nay chắc tôi không dám chơi với Ngọc Trinh nữa. Lỡ làm bạn ấy không vừa ý, bạn kêu mẹ bạn lên cắt cổ mình luôn quá. Tôi ghê quá à. Thôi tôi thấy ghê quá. Ghê à. Quá. Anh Văn. Văn. Anh coi cái này đi nè. Ông coi tin này đi, ghê lắm. Phải rồi đó. Má của Ngọc Trinh á, hồi xưa mang tiếng giật chồng người ta, còn là một sát thủ giết người nữa đó. Bạn đừng có nói bậy bà. Cô Lê Hằng không phải là hung thủ giết người đâu. Không phải đâu Trọng Văn ơi. Mỹ Hòa nói đúng rồi đó. Nhật Trình hồi xưa có ghi rõ nè. Cô Hằng á, giết ông bọn Thanh Liêm vì tình. Nhưng mai mà ông không có chết. Trọng Văn, anh đừng có chơi chung với Ngọc Trinh nữa, ghê quá à. Phải đó, chơi với nó mất công liên lụy, mất mặt lắm. Mình thấy á, bạn xứng với lại Hạnh Nha hơn. Mày nói đủ chưa? Ngon á thì nói thẳng với mặt tao nè. Nói lén như vậy hèn lắm á. Tụi này không có nói lén. Nãy giờ nói thẳng tên mày đó. Mày ngon á thì mày nói thử lại coi. Tao sợ mày hả? Đồ cái thứ con quan lăng loạn mất nết. Mày dám đánh tao hả? Thôi, bỏ qua đi. Thôi mà. Thôi mà. Trinh. Thôi bỏ qua đi. Thôi. Nó đánh tôi kìa. Chắc gì mấy cái loại sinh hai người á. Bỏ qua đi. Thôi mà. Thôi mà. Đừng đánh nhau nữa. Nghe. Thành Nga, em có sao không? Sao không? Tôi đau quá. Bạn có đau lắm không? Tôi sao không? Trinh. Trinh. Đúng là đồ hung dữ mà. Đau quá. Em có đau lắm không? Thôi đi, thương yêu gì mà chăm sóc. Về mà lo cho Hạnh Nga của anh đi. Em nói cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên kêu lo cho Hạnh Nga? Thì anh hù với người ta, khinh khi tôi, coi tôi á là con gái của kẻ sát nhân. Con má đi làm bé, giật chồng của người khác. Anh không có. Không có hả? Không có mà bên người ta, còn đỡ người ta vậy nữa. Tại em sai, Hạnh Nga bên giật cho em, là bị em tán cho một cái, té nhào ra kìa. Giả nhân giả nghĩa trước mặt anh thôi. Trong tất cả chuyện này, nó là kẻ ném đá giấu tay đó. Em hiểu lầm Nga rồi. Nga không xấu như em nói đâu. Nga còn kêu anh chạy theo em, an ủi động viên em. Nga nói tâm trạng của em bây giờ rất là hoang mang, cần một người an ủi. Thì ra tới đây an ủi tôi là theo lời con Nga đó hả? Là vì nó thấy tôi tội nghiệp sao? Tôi không có cần ai quan tâm thương hại tôi hết á. Anh đi đi, anh đi về đi. Em bình tĩnh đi, lý trí lại một chút. Phải biết đâu là người tốt với mình. Trong khi các bạn quay lưng nói xấu em, chỉ có một mình Nga là bên vực. Thông cảm cho em thôi. Em đừng có gì ghen tuông nhỏ mọn, nghĩ xấu cho Nga chứ. Một tiếng Nga, hai tiếng cũng Nga. Bây giờ trong tâm trí anh tràn ngập bóng hình của nó rồi. Ừ, thì tôi nhỏ mọn, tôi ghen tuông, mù quáng không lý trí đó. Tôi xuất thân nghèo khó, hèn mọn, không xứng đáng với anh. Tôi không cần anh yêu nữa. Anh đi đi. Trinh. Anh cũng như tụi nó thôi, giả nhân giả nghĩa. Trước mặt thì thân thớt nói cười, nhưng trong bụng thì coi thường khinh khi tôi. Tôi không cần ai hết, cả anh và cả người đàn bà đáng xấu hổ kia nữa. Đi chết hết đi. Những lời như vậy mà em cũng nói ra được nữa hả? Cô Hằng là má của em đó. Má của tôi hả? Má không còn là má của tôi từ bữa tới giờ rồi. Người đàn bà thiếu nhân cách như vậy tôi không có còn hơn. Anh dám đánh tôi hả? Anh đánh em còn hơn là ông trời đánh em. Em mau về xin lỗi cô đi. Cô đã đau khổ lắm rồi. Đau khổ sao? Tôi không đau khổ hả? Tại
sao tôi phải xin lỗi khi bà ta mới là nguyên nhân làm tan nát cuộc đời tôi? Tôi không cần ai khuyên hết, mà tôi cũng không tha thứ cho anh vì cái tội dám đánh tôi đâu. Anh đi đi, mau ra khỏi chỗ này đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi chia tay anh. Lời này em không nói, anh cũng sẽ nói. Anh không bao giờ yêu một người con gái hỗn láo, bất kính với cha mẹ như vậy đâu. Anh đừng không, tôi không cho anh cơ hội đâu. Là tôi bỏ anh chứ không phải anh bỏ tôi đâu. Con gái của ba, cho dù cả thế giới này cũng quay lưng lại với con, ba cũng sẽ bên cạnh con. Nói bao nhiêu lần rồi không chịu nghe. Già người ta chịu già đi. Không, chi vậy không biết. Giờ như vậy nè mới vừa lòng. Tôi không ăn đâu. Tôi lại bà Hai Tím. Bà làm ơn bà đừng nói nữa được không? Bà biết không, bà nói bà không có mỏi miệng, nhưng mà người nghe họ mỏi cái lỗ tai với lại nhức cái đầu lắm. Nhức đầu là cái chuyện của ông, còn nói là cái miệng của tôi ha. Tôi muốn nói là tôi nói. Nói tới chừng nào ông lủng cái lỗ nhĩ thì thôi. Trời đất ơi, ông đi dạy con người ta, ông cấm con người ta leo trèo này nọ. Còn ông đó, nè, cái dạng bông giấy gì đây, bắt thang leo lên leo xuống hoài. Leo bông giấy làm chi, leo đọt dừa kìa mới ngon, ha. Thấy thì xót ruột thì nói vậy thôi chứ giận gì. Ăn thêm miếng đi, nguyên ngày có tô cháo ăn không hết nè. Sao khỏe được, không thích thì thôi tôi không nói nữa được chưa? Gì vậy hả mị ra? Tôi nghe bà nói mấy chục năm rồi, tôi còn sức đâu nữa mà giận bà. Hôm trước tôi nằm mơ, tôi thấy con Hằng bị người ta đánh. Trong bụng tôi cũng nghi nghi rồi, không dè thành thiệt. Bà không nói tôi cũng hối hận lắm rồi. Phải chi bữa đó tôi đừng có leo trèo để té lỗ đầu như vậy, thì tôi cũng có thể lên Sài Thành để mà tôi phụ với thằng Tứ lo cho con Hằng rồi. Phụ thằng Tứ lo cho con Hằng đó hả? Hay là ông lên trển ông kiếm hai đứa ông đè đầu ông chửi tanh bành té bẹ con người ta? Cái bà này, bởi vậy tôi nói bà vô duyên cũng phải. À mà không phải, bà không phải vô duyên. Mà bà quá vô duyên. Tôi nói chuyện đàng hoàng khi không xéo xác tôi lên sao ta? Bà cứ nhắm vô cái nỗi đau của người ta, bà cứ bới lên hoài. Không vô duyên là cái gì? Bới gì? Bới đâu? Đó, ai biểu bà nói là tôi lên Sài Thành tôi gặp con Hằng là tôi chửi nó. Tôi đâu có hồ đồ như bao nhiêu năm trước đâu. Con mình hiểu mình tin. Đâu phải nghe lời thiên hạ rồi mình về mình chửi con mình từ con mình được. Nói vậy ông không có tin là con Hằng giật chồng người ta như Nhật Trình Đăng hả? Không bao giờ tin. Con Hằng nó giống tôi, nó sống thanh bạch, và nó không bao giờ làm cái chuyện gì mà trái lương tâm nó. Trong cái chuyện này tôi nghĩ là nó có quan tình uẩn khúc gì đây. Nghe ông nói mà tôi mừng muốn khóc luôn vậy đó. Cuối cùng là tôi với ông cũng nhìn về một hướng rồi đó, thấy không? Hôm rày tôi đọc nhật trình, ta nói tôi tức muốn chết luôn. Tôi muốn binh con Hằng một tiếng mà tôi sợ ông rày tôi không dám nói. Rốt cuộc bữa nay tôi nghe ông nói vậy thiệt, tôi mừng muốn khóc luôn vậy đó. Đời con Hằng sao nó bạc quá, không biết đến bao giờ nó mới hết khổ đây. Tôi thấy nhiều lúc tôi cũng giận mình lắm bà. Không biết kiếp trước tôi ăn ở làm sao mà kiếp này con gái của tôi
Nó khổ quá, nó trung chuyên quá, gì không biết nữa. Ê, kiếp trước tôi không rành nha, chứ kiếp này thiệt tình ông ác lắm luôn á. Tại vì ông ác với người ta, cho nên là con gái ông nó mới lãnh, nó mới lận đận tình duyên. Bà nói gì bà nói lại nha. Tôi ở ác với người ta là người ta nào? Thì đó, sờ sờ trước mặt nè, ác quá ác luôn mà. Bà nói cũng đúng. Thôi giờ gì đi, tôi vì con Hằng tôi cũng sẵn sàng hy sinh. Hy sinh gì? Cưới bà. Thiệt luôn hả? Ờ. À, vậy đi về để đứt cho con. Chào anh. Ba ơi, đông người quá à, con ngại. Con không cần phải ngại, phải sợ gì hết. Con phải nhớ, con là con gái của ba, ông chủ hãng thép lớn nhất Sài Gòn. Bắt đầu từ hôm nay, con không cần phải tới trường học mấy cái mới kiến thức vô bổ đó. Cứ theo ba học trường đời là được. Nhưng mà con thấy đi học vui mà ba. Con gái à, rồi con sẽ thích không khí tiệc cộng thôn. Ba cho con biết một bí mật. Những người trong buổi tiệc hôm nay toàn là chủ cả và thiếu gia nhà giàu không? Xinh đẹp chứ con, nhất định sẽ nhanh chóng lọt vào mắt xanh một công tử đẹp trai, giàu hơn thằng Văn kia cả trăm lần. Ba, con không thích ba nhắc tên Văn nữa đâu. Rồi rồi, được rồi, con không thích thì ba không nhắc nữa. Theo ba, để ba giới thiệu mấy người khách cho con làm quen nha. Dạ. Mình vô. Dạ. Nó cũng chưa chịu cái vợ. Dạ đúng rồi. Tất cả những chuyện này là do em làm đúng không? Không chỉ một mình em, mà em còn lôi kéo Hạnh Nga vào chuyện này. Có đúng như vậy không? Anh cứ tưởng mình đã hiểu được em, nhưng mà không phải như vậy. Anh đã làm rồi. Em đã không giữ lời hứa với anh, em làm anh thất vọng quá. Người không giữ lời hứa là anh. Anh vẫn còn thương Lệ Hằng. Anh đã lén em qua lại với nó. Trước mặt má và nội, anh đã hứa những gì? Tình cảm của con người đâu phải là nét bút chì, nói xóa là xóa được đâu. Anh thương Lệ Hằng nhiều bao nhiêu, cuộc đời Lệ Hằng vì anh mà phải khổ bao nhiêu, em là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Em từng yêu và biết được tình yêu không tới được với nhau đau khổ như thế nào mà. Vậy còn cảm giác sống bên một người mà người đó chưa bao giờ nghĩ đến mình, nó không đau hả? Anh chưa bao giờ nghĩ cho em hết. Anh đã có nghĩ cho em và đã cố gắng bù đắp cho em bằng mọi cách mà. Nhưng thay vì giúp anh san bằng khoảng cách, giúp anh yêu em nhiều hơn, nhưng em không làm như vậy. Em để anh ra xa em hơn bằng những thủ đoạn đốt mặt của em. Khi anh bắt đầu có cảm giác với em thì chính em đã giết chết cảm xúc của anh bằng những hành động như thế này. Khi đọc những dòng tin này, nhìn thấy hình ảnh của em cười hả hê bên cạnh nét mặt run sợ hoảng hốt của Lệ Hằng, nhìn thấy nét hả hê trên gương mặt ngây thơ của Hạnh Nga, tim anh đau nhói như bị xé tan thành từng mảnh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em được nữa. Em đã cho anh cơ hội nói sự thật, nhưng anh lại tiếp tục lừa dối em. Đêm đó đúng là anh có tới gặp Lệ Hằng, nhưng anh chỉ giúp cô ấy tìm con thôi. Anh và Lệ Hằng đã hứa với nhau xem nhau như là bạn. Cô ấy luôn khuyên anh trở về bên em. Còn em làm gì với Lệ Hằng? Em có biết mạng sống của Lệ Hằng bây giờ như chỉ mảnh treo trước gió, có thể chết bất cứ lúc nào vì hành động của em không? Anh à, nguy hiểm như vậy hả anh? Em không ngờ là sức khỏe của Hằng lại yếu như vậy. Là phụ nữ với nhau, lẽ ra phải đồng cảm và thương cho thương phận của Hằng nhiều hơn. Vị trí của em trong căn nhà này là do em dùng thủ đoạn giành lấy. Chính em mới là người thứ ba xen vào tình cảm của anh và Lệ Hằng. Chính em đã làm cho cuộc đời của Lệ Hằng chìm nổi lông đông như vậy đó. Em trách anh, hận anh. Em nói anh vô tình bạc bẽo, khiến cuộc đời của em trở thành bi kịch như vậy. Nhưng có khi nào em tự hỏi lòng mình, bi kịch cuộc đời này là do đâu ra không? Em không chỉ làm khổ một mình mà còn làm khổ biết bao nhiêu người khác nữa. Lệ Hằng không cướp bất cứ thứ gì từ em, mà là chính em
để cướp đi hạnh phúc và cuộc đời của Lệ Hằng đó, em hiểu không? Anh Thành à, tất cả những gì em làm là vì em yêu anh. Em làm tất cả những việc đó là chỉ muốn được tình yêu của anh thôi. Tình yêu là tự nguyện, không thể mua được bằng tiền hay thủ đoạn. 20 năm sống trong vai trò đau khổ như vậy, em vẫn chưa tỉnh hay sao? Mà em còn muốn tiếp tục đẩy Hạnh Nga vào con đường khổ lưỡi như vậy hả? Em sai rồi. Em thật sự đã sai rồi. Thế vậy, vô ngồi chung bản tôi luôn đi nè. Biết đâu được. Đúng ý của tôi. Hôm nay tôi gặp chị á, sớm nhắc bà nhà theo. Chú ơi. Hả? Có gì không cô? Chú bị sức dây dày kìa. Ờ. Mời chị. À, tôi vô ý quá, cảm ơn cô nghe. À, nhưng mà cô nè, buổi tiệc đang diễn ra ở trong, sao cô không vào trong đó mà ra đây đứng vậy? Dạ, thời tiết nóng bức quá, con ra đây đứng cho mát một chút rồi vô. Xin lỗi, khi nhìn cô tự dưng tôi thấy nhớ một người. Bao nhiêu kỷ niệm đã ùa về trong tôi, cảm giác rất là thân thương. Cô có biết là cô rất đẹp hay không? Dạ, con cũng bình thường như những người khác thôi à. À, xin lỗi, tôi đường đột quá. Cô có thể cho tôi biết quý danh của cô được không? Dạ, con tên Trinh. Đồng Tấn ơi. Cô, tôi xin phép cô vào trong. Hẹn gặp lại cô sau. Dạ. Bác sĩ nói Hằng vốn có bệnh tim, cơ thể suy nhược, lại bị xúc động mạnh nên mới ngất đi như vậy đó. Ngất đi thì cũng phải tỉnh lại chứ, hơn một tuần rồi còn gì. Bác sĩ nói là trong những trường hợp như vậy, ý chí sống của bệnh nhân rất là quan trọng. Tiếc là em Hằng vì quá đau khổ và sợ hãi nên em không muốn tỉnh lại nữa. Bác sĩ còn nói trong 2 tuần nữa em ấy mà không tỉnh lại là sẽ không có khả năng tỉnh lại được nữa đâu. Dì Sen à, dì đừng có xúc động quá. Cô Hằng hiền lành tốt bụng như vậy, ông trời sẽ phù hộ cho cổ tai qua nạn khỏi thôi dì. Cả tuần nay có ngày nào mà dì không ăn chay niệm Phật gian giá cho Hằng đâu con. Hằng ơi, sao số em khổ quá vậy Hằng? Em mau tỉnh lại đi. Em mà có bề nào là chị chết theo em luôn đó. Là mình đã cướp mất hạnh phúc của Lệ Hằng, là mình đã khiến cuộc đời cô ấy đến nông nỗi này sao? Chị tới đây làm gì? Chị hại chị tôi như vậy chưa đủ hả? Ở đây, tôi không nghênh tiếp chị. Chị đi về đi.
Về đi, đi về. Tự... Anh à, bình tĩnh lại đi anh. Tôi chỉ tới thăm Lệ Hằng thôi, tôi không có ý gì hết. Chị làm người ta ra nông nổi này mà chị còn muốn thăm nữa hả? Chị về đi, tôi không cần. Chị đi về đi. Anh... Đi về. Đi. Chị hai, anh Tứ đang giận, hay chị em mình ra ngoài trước nha. Không nên lớn tiếng trước mặt người bệnh như vậy. Chị em mình đi thôi chị. Tự nhiên sao chị lại tới đây thăm chị Hằng vậy? Em cũng giống Thiên Tứ, nghĩ chị tới để chọc cho Lệ Hằng tức chết sao? Em không nghĩ chị ác tâm tới mức đó. Nhưng em suy nghĩ nãy giờ vẫn không nghĩ ra lý do chị tới thăm chị Hằng. Mà chị thì đâu có thích chị Hằng. Em nói không sai. Chị không chỉ không thích Lệ Hằng mà còn ghét cay ghét đắng. Nhưng mà hôm qua anh Thành đã nói một câu khiến cho chị phải suy nghĩ. Anh hai em nói gì? Anh nói Lệ Hằng không phải là người thứ ba xen vào tình cảm của anh chị, mà chính chị mới là người đánh cắp hạnh phúc của Lệ Hằng. Anh Thành còn nói với chị là Lệ Hằng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên chị mới... Đúng là vậy. Nếu năm đó chị không tới báo tin với má chuyện chị Hằng thì hai người họ đã lấy nhau rồi. Và chị Hằng đâu phải né tránh mà bỏ đi Sài Gòn để cuộc đời đưa đẩy chìm nổi. Nhưng mà lúc đó chị yêu anh Thành nhiều lắm. Chị yêu anh hai em bao nhiêu thì chị Hằng cũng yêu ảnh bấy nhiêu. Nhưng chị Lệ Hằng không như chị. Chị ấy không dùng thủ đoạn để tranh giành. Có một chuyện em muốn nói với chị lâu rồi, nhưng chị Hằng không cho em nói. Là chuyện gì vậy? Năm nào đám giỗ cô, chị Hằng cũng về, nhưng chị ấy luôn tránh né và căn dặn hết mọi người. Nếu anh Thành có hỏi thì phải nói dối là chưa tìm ra được chị. Chị cũng bắt em với anh Tứ không được nói cho anh Thành biết tin tức của chị, vì chị biết anh hai em nhất định sẽ tìm chị để nói lại tình xưa. Nếu muốn phá hoại gia can thì chị Hằng đã không chờ tới bây giờ, mà đã từ bao nhiêu năm về trước rồi. Chuyện này là thật hả? Nhiều lúc anh hai em cô đơn, thương nhớ chị Hằng, em cũng muốn nói cho ảnh biết lắm. Nhưng rồi em dằn lại. Em thương Hạnh Nga, em cũng vì bà nội, vì ba má, vì chị mà im lặng. Bây giờ chị Hằng ra nông nổi này, em thấy mình có lỗi nhiều lắm. Chị Trâm, chị cũng là con gái, sao chị có thể đối xử với chị Hằng như vậy? Chị độc ác lắm, chị biết không? Nói vậy là em... Hạnh Nga đã kể cho em nghe rồi. Chị nghĩ sao mà biểu Hạnh Nga dựng chuyện, dắt Ngọc Trinh chứng kiến cảnh má mình nhục nhã ê chề như vậy? Chị Hằng bị bệnh tim, sao chị chịu nổi cảnh đó chứ? Lúc đó chị không biết là Hằng bị bệnh tim, chị cũng không ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Chị Hằng mà có mệnh hệ nào là tại chị. Là chị gián tiếp giết chết chị Hằng, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Và anh hai của em cũng vậy. Đại ca, có chuyện gì mà tìm em gấp dữ vậy? Tao mới điều tra được ông chủ hãng phân Đông Phát, người muốn cưới con Trinh chính là Trọng Tấn.
Chuyện này á là em đã biết lâu rồi đại ca à. Không phải chỉ là cái tên, ý ta muốn nói nó chính là Trọng Tấn, là người yêu của Lệ Hằng năm xưa. Trọng Tấn, người yêu của Lệ Hằng năm xưa? Không lẽ anh muốn nói ông ta là ông khách năm xưa hay lo chuyện bao đồng đó hả? Chính là hắn. Nhưng mà ông ta yêu Lệ Hằng, tại sao lại muốn cưới Ngọc Trinh chứ? Có thể hắn yêu Ngọc Trinh qua hình bóng của Lệ Hằng cũng nên. Nhưng mà nếu biết con Trinh là con của Lệ Hằng, ông sẽ quỷ hôn liền á. Bởi vậy tao mới kêu mày ra đây tính phụ với tao nè. Chuyện này có bộ căng à. Đại ca, hay là mình từ hôn trước cho đỡ quê đi. Từ hôn cái gì mà từ hôn? Hắn ở nước ngoài mới về, hắn còn mơ hồ về tao. Với lại hắn cũng đang bị tiếng sét ái tình với con Trinh, làm cho hắn bị mù quáng nhất thời. Mày cứ nhận là chú ruột của con Trinh. Trời đất ơi, không lẽ đại ca cho em làm chú ruột Ngọc Trinh thiệt hả? Mày đừng có ham, chỉ là đóng kịch đối phó thôi. Mặt khác, mày phải tìm cách hối nó làm đám cưới cho nhanh, trước khi mọi chuyện bị bại lộ. Dạ biết rồi. Biết thì ráng làm cho tốt rồi tao thưởng cho. Cái gì chứ tiền, đại ca hiểu em mà. Thiệt chứ đại ca muốn em chết em cũng chết nữa. Nhưng mà đại ca, em có chút khó hiểu nè. Anh á ghét ông Tấn, mà tại sao kêu gả con Trinh được? Mày ngu quá. Tao ghét nó nhưng không ghét tiền của nó. Với lại đây cũng là cách trả thù hay nhất. Một khi con Trinh đã biết chuyện này sẽ đau khổ lắm. Và cũng không còn đường quay trở lại với Lệ Hằng. Công nhận đại ca đúng là khổng minh tái thế đó nha. Một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn mới ghê chứ. Mở cửa đi. Thằng Phong Quân Nhi đâu? Tao mà ra được tụi bay chết với tao. Mở cửa. Đồ khốn nạn. Ông ơi, ông có sao không? Ông có khát nước không? Để con kêu người mở cửa lấy nước cho ông uống nha. Ai vậy? Dạ, con là Ngọc Trinh. Ngọc Trinh, cháu nội của ông. Trinh ơi, con mau mở cửa cho nội nhanh đi con. Dạ, nhưng mà con không có chìa khóa. Với lại ông đang bệnh, ra ngoài không có tốt. Nếu mà ông khát nước á, thì con kêu người mở cửa lấy nước cho ông uống. À, hay là ông đọc nhật trình không? Con sẽ đưa cho ông tờ nhật trình đọc nha. Ông không sao, con mở cửa cho ông nội nhanh đi con. Trinh. Dạ. Con làm gì vậy? Dạ, con đâu có làm gì đâu. Tại con không có đi học, ở nhà có mình ơn con buồn quá à, nên con đi lung tung. Gì vậy đâu? Dạ, chị Nhi nói là đi công chuyện một chút, mà sáng giờ không thấy về. Ủa, mà ba đi đâu mới về vậy? Cái gì? Dì Nhi dám bỏ con về một mình hả? Dạ. Dì đi mua cho con tô hủ tiếu rồi đi luôn à. Mà ba đi đâu mới về vậy? Ba đi công chuyện. Con nè, ba có chuyện vui liên quan tới con nè. Có một ông chủ hãng thích con, ông ta nhờ người mai mối muốn cưới con làm vợ đó. Cưới con? Ba, con còn nhỏ mà, sao mà lấy chồng được? Thằng khốn nạn, mày muốn dở trò, gả con nhỏ để kiếm lợi cho mày. Con à, con còn nhỏ gì nữa, 19 tuổi rồi, nhỏ nhen gì nữa. Bằng tuổi của con, má con đã sinh con ra rồi. Thôi, nhưng mà ông nói là ai? Rồi ông nói còn chưa biết mặt con ra sao nữa, mà cưới con gì? Thì ông đã gặp con trong buổi tiệc hôm bữa rồi. Ông nói là ông rất thích con, đang nhờ người bay mối đó. Thôi, nhưng mà con đâu có biết mặt ổng đâu. Với lại con cũng đâu có yêu thương gì ổng đâu mà cưới ổng chứ. Thì ba đâu nói là ba gả con liền, phải gặp mặt người ta, nói chuyện đàng hoàng, điều kiện tốt thì ba mới gả. Nhưng mà quan trọng là con thích mới được.
Nhưng mà... Thôi thôi, không có nhân gì gì nữa hết. Vô phòng đi, thay đồ đi. Rồi ba chở đi sắm quần áo mới cho con. Hả? Mới sắm hôm qua, hôm nay sắm nữa hả ba? Ừ, sắm nữa. Con gái lớn thì phải có nhiều đồ đẹp chứ. Hôm trước con nói là muốn có được ba giàu sang, suốt ngày đi mua sắm, giống như hành nga vậy đó. Con quên rồi à? Con không có quên. Nhưng mà giờ con có mặc đồ đẹp, nó cũng đâu có thấy đâu. Trời ơi, muốn nó thấy vậy ẹc à? Chiều nay tan trường, ba sẽ chở con đi ngang đó, là nó thấy liền chứ gì. Ha. Rồi, thôi, vô phòng thay đồ lẹ đi, ba chở đi, trễ rồi. Dạ. Rồi nó cũng sẽ hại đời con nhỏ, như hại đời má của nó thôi. Ông trời ơi, ông trời ơi, sẽ đâu phải giúp con thoát khỏi chỗ này. Chú Mạnh, sao ba con không dẫn con đi mà để chú dẫn con đi vậy? Ba con bận công việc cho nên mới nhờ chú dẫn đi nè. Thôi vô trong đi. Chú, con muốn nói này nè, con không có thích lấy chồng đâu, cho nên lát nữa chú đòi cao thiệt là cao, cho người ta sợ, người ta khỏi đòi lấy con nữa nha. Tưởng chuyện gì, chuyện này ba con á dặn chú kỹ lắm rồi. Chú nhất định á ra điều kiện thiệt là khó khăn. Nhưng mà nè, một chút nữa con phải phụ chú nói thêm vô đó nha. Dạ. Con yên tâm đi, chú không để con thiệt thòi đâu. Mình vô đi. Dạ. Chào ông anh. Chào anh. Xin tự giới thiệu, đây là Ngọc Trinh. Mời anh ngồi. Ngọc Trinh ngồi đi. Ngồi đi con. Ba của Ngọc Trinh bận việc nên nhờ tôi qua đây á dẫn Ngọc Trinh tới. Ủa, hình như là tôi đã gặp ông rồi. Ủa, hóa ra hai người quen nhau. Tôi gặp cô Ngọc Trinh trong một sự tình cờ. Xin lỗi vì sự đường đột này. Ngọc Trinh à, chắc em đã biết mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay, đúng không? Em ơi. Dạ. Ngọc Trinh à, tôi muốn được cầu hôn em. Không, đâu có được. Ông đáng tuổi cha chú tôi, làm sao tôi có thể lấy ông làm chồng được chứ? Tôi không hiểu tại sao ba tôi lại có thể sắp đặt một cuộc hôn nhân trái quá như vậy chứ. Ngọc Trinh à, anh Trọng Tấn đây á, xem ra còn rất trẻ trung, với lại anh ấy rất giàu có. Cha còn thương con nên mới muốn sắp đặt cho con một tương lai tươi sáng. Con hãy nghe lời cha con, nhận lời cầu hôn đi. Không, con không có chấp nhận đâu. Trời ơi, Trinh. Như vậy là sao? Anh Phùng nào? Dạ, thiệt ra là anh Phùng bận công việc đột xuất. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ nói lại với ảnh. Thiệt tình áo mặc sao qua khỏi đầu chứ. Tôi cũng hy vọng là vậy. Hãy nói với anh, cứ thuyết phục Ngọc Trinh bằng mọi cách. Cần thêm điều kiện gì, tôi sẵn sàng đáp ứng. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thôi, tôi sẽ nói lại với ba Ngọc Trinh cho. Tôi về nha. Dạ, tôi xin lỗi ông anh. Anh làm em hết hồn à. Em làm gì mà sao nhập tâm quá vậy? Em đang xem tấm hình hôm bữa em chụp chung với má hôm sinh nhật má nè. Anh xem em có đẹp không? Wow. Đẹp quá. Em với má ai cũng đẹp hết.
Tấm hình này nhìn con rất trẻ. Năm nào vào sinh nhật của má, em với má cũng ra tiệm cho một tấm hết. À, cho anh xin tấm hình này nha. Không cho. Cho. Không. Không cho cũng lấy. À, nè, anh. Anh trả hình cho em. Anh nha. Không biết bây giờ Ngọc Trinh ra sao. Em có biết là mẹ của em đang bệnh rất nặng không? Dạ, chú. Ờ, chào con. Chú mới đi gặp cô ấy về. Hôm lễ của chú đã có ngày rồi. Chú đi coi ngày cưới rồi hả? Ừ. Sao nhanh vậy chú? Cưới vợ là phải cưới liền tay. Con không nghe ông bà mình nói sao? 20 năm trước, chú vì chần chừ mà vụt mất người con gái của đời mình. Nên bây giờ gặp người đúng ý là chú cưới liền hả? Không có chần chờ gì nữa. Ừ, chú mới gặp người ta có 2 lần à, đâu có biết tính tình ra sao đâu. Tuy mới gặp cổ có 2 lần, không nói chuyện nhiều, nhưng không hiểu sao chú thấy cô ấy gần gũi và thân quen lắm. Thái độ của cô ấy ra sao khi gặp chú? Cô ấy cũng hơi ngỡ ngàng, có phản ứng nhẹ. Nhưng đâu cũng vào đó thôi con à. Bởi vì chú cũng đâu có đến nội tệ. Tại sao cô ấy lại phản ứng? Tại vì chú đã lớn tuổi, mà cô ấy thì còn quá trẻ. Nhưng mà chú đã biết được hoàn cảnh gia đình của cô ấy đang gặp khó khăn. Ba cô ấy đang thiếu nợ, nên cô ấy mới cần nhiều tiền như vậy. Con xem, hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để giúp ba mình trả nợ. Thời này, con gái tốt như cô ấy không có nhiều đâu con à. Xưa nay, chú rất quý trọng những người con hiếu thảo. Cho nên lúc nãy, chú đã kêu thư ký mang tiền qua cho ba cô ấy rồi. Cái gì? Chú đưa tiền cho gia đình cô ấy luôn rồi hả? Ừ. Thì sớm muộn gì cũng là người một nhà. Giúp trễ chi bằng mình giúp sớm một chút. Mà con sao vậy? Thấy chú cưới vợ con không vui hả? Dạ. Dạ không có. Chú quá vợ hơn 10 năm. Bà nội ép ai chú cũng không chịu. Nay thấy chú chịu cưới vợ, làm sao mà con không vui được. Bác sĩ, bệnh của chị tôi sao rồi? Chừng nào mới tỉnh lại bác sĩ? Chị có bớt chút nào không bác sĩ? Tứ, em hỏi ít thôi. Em hỏi nhiều vậy, sao bác sĩ trả lời kịp? Mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Tôi e là... Bác sĩ nói vậy là sao? Xin bác sĩ hãy tìm cách chữa trị cho cô ấy. Tốn kém bao nhiêu không quan trọng. Không phải là tiền bạc, nhà thương và các bác sĩ đây đã tận lực rồi. Vấn đề là thuộc về bệnh nhân. Thuốc men không còn tác dụng gì với cô ấy nữa. Thuốc men không có tác dụng? Vậy chứ cái gì mới có tác dụng hả bác sĩ? Dạ, đó là nghị lực và ý chí. Không phải bệnh của ấy không chữa được, mà là tâm thức của cô ấy không muốn tỉnh lại. Vậy là hết cách rồi sao bác sĩ? Chỉ cần cô ấy có một niềm tin, muốn tỉnh lại vẫn có thể. À, mọi người thử nhớ coi, xem thường ngày cô ấy thích cái gì nhất, chờ đợi cái gì nhất. Nếu có thể khiến tâm thức của cô ấy thức dậy thì mới có hy vọng. Nếu không thì... Thì sao hả bác sĩ? Thì tôi e rằng cô ấy không qua nổi tuần này đâu. Xin phép mọi người. Chị hai, Lệ Hằng thương nhất là Ngọc Trinh. Cuộc đời Lệ Hằng vì con Trinh mà sống. Bây giờ người duy nhất khiến Lệ Hằng tỉnh lại là chỉ có con Trinh mà thôi. Chị, em tới nhà anh Phùng kiếm con Trinh rồi, nhưng mà mỗi lần tới đó lúc nào cũng đóng cửa kín mít, làm sao mà vô được mà tìm. Con Trinh này thiệt tệ quá mà. Má nó bệnh nặng như vậy mà nó cũng không chịu về thăm nữa. Tí thì đang bệnh, giờ chị hai lại đang hấp hối. Hổm rày anh có điện về dưới mà không dám nói. Bây giờ tới nước này phải làm sao đây Hiền? Em... Giang à, chuyện bác nhờ con đã làm tới đâu rồi? Dạ, con đã nghe lời bác.
đem chuyện buồn của cô Lệ Hằng viết thành truyện ngắn đăng lên nhật trình mấy ngày nay rồi bác. Cô Trâm, mấy ngày nay ngày nào cô cũng tới thăm Lệ Hằng. Tôi tưởng cô đã hối hận chuyện mình làm nên mới tốt bụng tới lui lo lắng, nhưng tôi thiệt không ngờ cô vẫn không buông tha cho em tôi. Cô ác chi mà ác dữ vậy? Chị hai chị tôi chưa đủ hả? Bây giờ chị còn muốn bêu rếu đưa lên nhật trình là sao? Cậu Văn, cậu cũng làm luôn rồi. Chuyện nhà người ta đang rối, chị không giúp được gì thì thôi, mà chị còn làm rối tung lên nữa. Chị Hằng sắp chết rồi mà chị không tội nghiệp chút nào sao chị Trâm? Chị về đi, chỗ này không hoan nghênh chị đâu. Đúng rồi, chị đi về đi. Đồ độc ác. Đi về. Mọi người đã hiểu lầm rồi, bác Trâm không có xấu như vậy đâu. Không xấu mà kêu con viết bài đăng lên nhật trình là sao? Con cũng về luôn đi. Dạ không phải, bác Trâm muốn viết về cuộc đời của cô Hằng là viết sự thật, viết tốt chứ không phải là viết xấu. Bác muốn cho Ngọc Trinh đọc được bài này để hiểu được sự hy sinh của người mẹ, cũng như là minh oan cho cái vụ đánh ghen lần trước. Nếu mọi người không tin á, thì mọi người cứ đọc đi. Mấy bữa nay á, tòa soạn nói bài viết của con có phản hồi tốt từ độc giả. Người đọc xa gần ai cũng thương cảm và thương cho cô Lệ Hằng lắm. Mọi lời không tốt về vụ đánh ghen lần trước á, các tờ nhật trình lớn nhỏ đều đã đăng tin đính chính và xin lỗi rồi. Đúng là chỉ có chị Trâm mới nghĩ ra chuyện này thôi. Bài viết này động lòng người như vậy, chắc con Trinh đọc sẽ hiểu và hối hận thôi. Nhưng mà nhật trình đã đăng mấy ngày rồi mà sao con Trinh chưa về nữa? Có khi nào con Trinh chưa đọc không? Con hy vọng Ngọc Trinh sẽ sớm đọc được bài này. À, ông ơi, có nhật trình mới nè, ông đọc cho đỡ buồn. Con không có chìa khóa để mở cửa cho ông đâu. Dạ con chào ông. Sự thật cuộc đời ca sĩ Lệ. Sao tôi lo quá bà? Thằng Tứ đánh dây thép về, nó báo là con Hằng cũng đỡ rồi, nghe là cũng mừng. Nhưng mà sao tôi cũng có linh tính là có chuyện gì đó, lo quá, không biết có chuyện gì ở trển nữa. Sao nãy giờ tôi nói bà không nói gì hết trơn vậy? Bà có nghe tôi nói không? Nghe. Bà hình như có chuyện gì bà giấu tôi hả? Ừ, đâu có đâu. Tự nhiên suy nghĩ bậy bạ. Không có. Không có. Sao thấy bà rầu dữ vậy? Thường ngày tôi nói một câu bà nói lại 10 câu mà. Hôm nay sao im re vậy? Nói thiệt tôi nghe đi, chuyện gì vậy? Không có. Thằng Sầu nó bán nhà bà rồi phải không? Ủa sao biết hay vậy? Ủa? Không có. Ừ? Không có đâu mà. Ông đừng nghe người ta đồn bậy bạ. Anh Tư Thiện nói cho tôi nghe rồi. Mà thôi, bà cũng không cần phải nói nữa, tôi biết hết rồi. Thì tại tôi thấy ông chưa có được khỏe, với lại ông lu bu chuyện con Hằng, cho nên tôi không muốn làm rộn ông. Làm rộn cái gì mà làm rộn? Bà nói như tôi với bà giống như là người dân nước lã vậy. Bà thấy không, từ trước giờ chuyện gì ở nhà tôi bà cũng qua bà phụ giúp. Đó, giờ tới chuyện nhà bà có chuyện gì
thì bà cũng phải để tôi qua phụ giúp bà chứ. Không lẽ giờ bà biến tôi thành cái người bất nhân bất nghĩa hay sao? Không có. Không có thì kể đi. Thằng Sầu á. Ừ. Nó quen nhỏ nào trên thị trấn á. Vợ nhỏ nó có bầu. Cái nhỏ đó nó muốn mở tiệm mai. Cái thằng Sầu nó về nhà, nó bán hết nhà cửa ruộng đất, nó gom vốn nó đi với nhỏ nó luôn rồi. Thiệt tình cái thằng trời đánh mà. Tôi mà bắt được nó chết với tôi. Từ nhỏ tới giờ nó làm cái chuyện gì mà ra hồn đâu. Hết lông bông, cờ bạc, rượu chè, rồi gái guốc, đàn điếm. Được rồi, đợi đi. Đợi tôi đỡ tôi khỏe đi ha. Tôi đi tìm cái người mà mua nhà đất đi ha. Tôi nói rõ sự tình để mà người ta trả lại ha. Rồi cái tôi thưa nó ra tòa để cho nó đi tù luôn. Thưa cái gì mà thưa. Nó bán thì người ta mua, chứ bộ người ta gạt nó đâu. Mà bây giờ ông có thưa nó đi ở tù thì tôi cũng phải xách cái thân già tôi đi nuôi nó à. Không lẽ bà ngồi đó bà nhìn hay sao? Công sức của bà bao nhiêu năm trời bà gầy dựng. Không lẽ bà ngồi yên mà nhìn nó bán đất bán nhà à? Vậy chứ. Nhưng mà tôi hỏi ông, giờ tôi một thân một mình, không chồng không con, rồi á ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Mai mốt tôi trăm tuổi già rồi thì nhà cửa ruộng đất thì cũng nó hưởng chứ ai. Thì thôi bây giờ á, nó lấy trước nó xài cũng được đi. Tôi chỉ cầu trời là nó tu chí làm ăn thôi. Hồi nãy tôi nghe anh Tư Thiện nói là tôi cũng lo. Tôi sợ bà tiếc của, buồn rầu rồi sanh bệnh. Giờ nghe bà nói như vậy tôi cũng yên tâm rồi. Của cải là vật ngoại thân, mất thì thôi. Cái sức khỏe của mình mới là trên hết. Bà hiểu không? Mình già rồi mà mình lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi thì tôi không có tiếc. Với lại tôi nghe mấy người trên thị xã vậy nói là nó tu chí làm ăn, tôi cũng mừng lắm. Biết đâu trong cái rủi có cái may. Tái công thất mã mà, biết đâu được, đúng không? Nếu mà không tiếc sao thấy bà rầu dữ vậy? Với lại sao không thấy bà dư hơi mà bà lải nhải như mọi ngày với tôi vậy? Tại vì mấy bữa nay thấy ông coi mọi sắp khỏe rồi, tôi rầu lắm. Cái gì? Tự nhiên tôi sắp hết bệnh bà không vui là sao? Bà muốn tôi bệnh hoài hả? Không phải. Nói nào ngay á, tôi thề có trời làm chứng luôn á, tôi không muốn ông bệnh. Nhưng mà mấy bữa nay thấy ông khỏe khỏe tôi lo lắm. Không muốn bệnh mà tự nhiên thấy khỏe là lo. Là sao? Là bây giờ ông bệnh như vậy nè. Ờ. Tôi mới có cớ tôi qua chăm sóc nấu nướng đồ cho ông ăn. Rồi tôi có cớ tôi ở lại đây. Chứ bây giờ á, ông khỏe lại rồi, tôi đâu có cớ ở đây nữa đâu. Tôi biết về đâu, tôi đâu còn nhà đâu. Tưởng cái gì? Chuyện đó dễ ợt à. Bà không còn nhà thì bà xách đồ đạc qua bên nhà tôi bà ở. Trời đất ơi, nhà tôi rộng thênh thang, mình tôi ở sao cho hết. Gì vậy ông? Vậy? Trời ơi, khi không kia người ta xách đồ qua ở là làm sao? Rồi danh dự con gái người ta. Trời ơi, vô duyên à. Ai nói bà tự nhiên? Người ta có ý đàng hoàng. Ý là làm sao? Cứ chờ con Hằng á, nó khỏe rồi đi ha. Đó, để tôi đem trầu cao qua tôi cưới bà. Chứ làm sao mà tự nhiên được. Trời ơi, kỳ cục quá. Giang hồ tự nhiên nói chuyện đám cưới kỳ cục quá. Thiên hạ bị gì nghĩ chết á. Khỏi đám cưới hả? Thôi. Ở vậy thôi, xách đồ qua ở không đi. Hả? Khi dễ ta. Tự nhiên xách đồ qua ở không ta. Trời đất ơi, cái gì bà cũng không chịu hết rồi giờ làm sao? Hả? Giờ tôi biết tôi làm cái gì bây giờ? Là muốn đám cưới á. Bà quỷ lắm nha. Bà với dì nói đi, tại sao bà với dì lại ép con lấy một ông già như vậy chứ? Cũng đâu có già lắm đâu con. Như vậy mà dì nó không già hả? Con không chịu đâu. Con nói không chịu là sao? Nè, tiền cưới, lễ vật, ngày cưới ba cũng đã định hết rồi. Cái chuyện đó con không biết. Nhưng mà con không lấy ông già đó làm chồng đâu. Con giỡn mặt hả Trinh? Ba đã hứa với người ta đâu đó hết trơn rồi. Chỗ người lớn đâu thể nào nói hai ba lời được. Ông già muốn bằng ba luôn, làm sao mà con lấy ổng được chứ? Con nói vậy sao được chứ? Ba với dì đã hứa với người ta rồi, không có quỷ được đâu con. Chuyện này con không biết, nhưng mà con dứt khoát không lấy ổng. Con ngoan nghe dì nói. Trọng Tấn tuy hơi già, nhưng mà người ta giàu. Con mà lấy ổng á là sung sướng cả một đời đó. Ăn không ngồi rồi, không có phải làm gì hết trơn á. Hai tuần nữa là đám cưới,
kêu quỷ là quỷ làm sao? Bà quyết định rồi, con không thay đổi được đâu. Bà muốn thì bà lấy ổng đi, con không lấy. Trinh à, bà chưa nói xong mà. Đứng lại Trinh, đứng lại. Trinh à, nghe bà nói nè con. Thì ra bà không có quan tâm tới con, bà chỉ muốn gả con để lấy tiền thôi. Trinh à, con hiểu lầm rồi, đừng nghĩ như vậy. Bà làm sao mà không nghĩ tới hạnh phúc của con được chứ? Nếu mà quan tâm tới hạnh phúc của con thì tại sao bà lại ép con lấy một người đàn ông đang tuổi cha tuổi chú mình chứ? Con có ở với bà nữa, con về với má con. Trinh à, nghe bà nói nè. Trinh, Trinh, con đừng có nóng, để từ từ dì giải thích cho con nghe. Con không muốn nghe gì hết á, con nhớ má con, con muốn về với má. Thôi đứng lại. Đám cưới sao, muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về. Con không lấy chồng, con gửi ai hết á. Vậy dám cãi tao từng câu như vậy hả? Bà đánh con hả? Tao còn giết mày nữa kìa. Đi vô. Con không vô. Con về với má con, má không cãi con được đâu. Mày cãi lại hả? Vô nha. Đi. Vô. Vô. Thả con ra. Thả con ra. Dạ thưa chú, con mới đi học về. À dạ, con ngồi đi. Chú hỏi con chuyện này. Dạ. Có chuyện gì vậy chú? Con cho chú hỏi, người trong tấm hình này có phải là Ngọc Trinh không? Dạ. Vậy con người đứng kế bên có phải là... Là mẹ ruột của Ngọc Trinh, cô là Lệ Hằng đó chú. Chú ơi, chú có sao không chú? Chú Quang Nghiệt mà, Quang Nghiệt. Không lẽ người mà chú muốn cưới là Ngọc Trinh sao? Thì đã tất cả đều do Nguyễn Phụng sắp đặt. Chú, để con ra mở cửa nha chú. Dạ. Dạ, đây có phải là nhà của cậu Văn không? Là tôi đây. Dạ, cậu có thơ à? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào cậu. Thư của ai vậy con? Anh Văn, em đang bị nhốt trong nhà ba Nguyễn Phùng. Anh tới cứu em liền đi. Chết rồi chú ơi, Ngọc Trinh bị ba của mình nhốt rồi chú. Sai rồi, con đã trách hoàng má rồi. Tại sao bao nhiêu năm qua má không kể cho con nghe vậy má? Con ăn đỡ nha. Đi học về mệt gần chết, không có canh sao mà nuốt nổi. Còn mang nữa đâu. Trinh, là má làm cái nghề nhục nhã đó.
lại là con của bà chứ? Tôi thà chết cũng không nhận bà là má của tôi đâu. Chết, chết. Bà ơi, con hứa là con không bỏ má đi. Vậy mà bây giờ vì một chút hiểu lầm con đã bỏ má đi. Má đang bị bệnh nữa. Chắc là má buồn con lắm phải không má? Con nhớ má quá. Con đã sai rồi má ơi. Má ơi, thôi nín đi con, khóc cả đêm chắc cũng mệt lắm rồi. Má ông ơi, con nhớ má con quá. Con bỏ má con đi, giờ má con phải vô nhà thương. Má con bị bệnh tim nữa. Ông biết, cho nên ông đã nhiều lần kêu con, nhưng con không nghe. Nhưng mà ba con cấm. Ba con nói ông nội bệnh tâm thần, ăn nói lung tung, cho nên con sợ. Đúng là thằng bất dạy mà. Ông nội ơi, con không muốn lấy chồng đâu. Con muốn về thăm má của con. Con muốn ở với má của con. Ông ơi, ông nội ơi, con không muốn lấy chồng đâu. Con muốn về với má con. Con không muốn ở đây nữa đâu. Muốn ông giúp mà thì con phải nín đi, rồi ông nghĩ ra cách giúp con. Chứ con cứ khóc hoài vậy, ông còn tâm trí nào mà nghĩ cách nữa chứ. Vậy bây giờ á, con mới khóc nữa. Vậy ông mau nghĩ cách giúp con đi. Con muốn về với má của con. Đâu phải chỉ có mình con đâu, mà ông cũng muốn nữa nè. Nhưng con coi, cửa trong cửa ngoài nó đã khóa hết rồi, làm sao mà trốn ra đây? Chân của ông thì đang bị thương, chưa có cử động được. Còn ông mà ông trốn được là ba còn bắt con lấy ông Trọng Tấn làm chồng á. Thôi thiệt, ba con mà ép con quá, con nhảy lầu tự vẫn luôn. Nhảy lầu hả? Chứ bây giờ ông nội coi, trong cái phòng này nè, ngoài cửa sổ còn cái chỗ nào mà để chết nữa đâu. Phải rồi, nhảy lầu. Tại sao mình không nghĩ ra chứ? Nội, bộ nội cũng muốn con nhảy lầu chết luôn hả? Không phải như vậy đâu con. Con lấy tấm ra kia đưa cho ông nội. Nội có cách cho con về thăm má của con rồi. Lấy đưa cho ông nội đi con. Thank you.
Trinh. Anh Văn. Trinh à, cô có sao? Dạ, bây giờ mình đi lẹ đi, chứ để ba con mà phát hiện là bắt con lại đó. À, em mau đến gặp mẹ em liền đi. Mẹ em bị sao vậy? Mẹ của em đã trở bệnh nặng hơn rồi đó. Mẹ. Trinh. 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 Bác cảm ơn cháu. Cuối cùng thì hai vợ chồng của nó cũng đã phải trả giá cho những việc làm mà nó đã gây ra. Dạ, bác không cần phải cảm ơn con. Đây là chuyện mà con phải làm mà. Mà thôi, cũng đã xong chuyện rồi. Để con dìu bác vào trong nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì? Bác còn phải tới thăm con Hằng nữa. Nhưng bác còn đang mệt. Không sao đâu, bác cũng đã đỡ nhiều rồi. Ừ. Vì thì bác cháu mình cùng đến đó thăm. Ừ. Bao lâu nay Lệ Hằng ở gần như vậy mà em không biết gì hết. Trái đất đúng là tròn. Có nằm mơ tôi với Lệ Hằng cũng không nghĩ ra Khánh An là con của em với Thành Thái, mà còn học chung lớp với con Ngọc Trinh nữa. Lúc đầu tôi đọc bài viết về ca sĩ Lê Hằng, tôi biết ngay là cổ. Cho nên tôi chạy ngay qua báo cho Hà Linh biết. Từ khi em bỏ ca hát mở tiệm cơm, em bận tới mức không có thời gian đọc nhật trình. Thiệt, cũng may là nhờ có anh Liêm báo. Nếu không làm cũng không kịp tới thăm đứa em tội nghiệp của mình rồi. Cũng tại tôi, nếu năm đó tôi không ngu muội vì lòng tham mà hại Lệ Hằng thì cuộc đời của em đâu đến nỗi long đong trôi dạt như vậy. Đã không nói thì thôi, càng nói tôi lại càng thấy ân hận. Bây giờ tôi chỉ mong làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình. Bây giờ không phải lúc để oán than, tự trách bản thân mình nữa. Hai người phải nghĩ cách giúp. Không làm không còn kịp nữa đâu. Em Hằng như đèn cạn dầu, lụng tim rồi. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là đèn sẽ tắt. Không còn bao lâu nữa đâu mọi người ơi. Lúc nãy tôi cũng đã nói với bác sĩ cho Lệ Hằng loại thuốc tốt nhất. Tiền bạc tôi sẽ lo. Nhưng bác sĩ nói một khi Lệ Hằng đã không muốn tỉnh lại thì y học cũng đành bó tay. Vậy rồi con Trinh đâu? Không phải Lệ Hằng thương nó nhất hay sao? Sao không kêu nó tới năn nỉ má nó tỉnh lại đi? Con Trinh nó hiểu lầm nên giận má nó. Nó bỏ về ở với ông Nguyễn Phùng luôn rồi. Lại là thằng Phùng. Một kiếp trước Lệ Hằng có nợ nó hay sao? Mà kiếp này nó cứ đeo bám làm khổ Lệ Hằng hoài. Anh Liêm, anh đi đâu vậy? Anh qua nhà Nguyễn Phùng, bằng mọi giá phải thuyết phục con Trinh ra, nói để cho nó hiểu sự tình, rồi bắt nó về đây. Cậu Tứ tới đó cả chục lần rồi, nhưng mà nhà đó luôn khóa cửa không ai vô được hết trơn á. Cậu Tứ vô không được, nhưng mà tôi sẽ vô được. Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ đưa Ngọc Trinh về đây. Dạ, mình đi. Lệ Hằng. Đúng là em rồi Lệ Hằng ơi. Cậu là... Chị xem, chị không nhận ra tôi sao? Anh Tấn. Là anh Tấn đi mà. Phải. Cậu Tấn, em Hằng. Tôi biết rồi. Đáng lẽ ra cháu Trinh cùng em và Văn tới đây, nhưng ngặt nỗi
Chị ra. Lên. Chờ chú dưới chị anh nhất. Lên. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh. Cậu có sao không? Em có sao không? Hả? Đau. Muốn chết hả? Thì đứng kêu gì vậy? Xin lỗi anh. Tôi xin lỗi. Đứng dậy đi con. Dạ. Bộ chú. Ngồi xuống đây. Để anh sao? Đau quá. Em đau lắm hả? Đau. Cái gì? Con Trinh bị xe đụng hả? Lê Hằng, tỉnh lại đi. Lê Hằng. Dì Hai. Lê Hằng. Chị Hằng. Dì Hai. Lê Hằng. Trời ơi. Lê Hằng. Lê Hằng. Gọi bác sĩ đi. Lê Hằng. Anh đi gọi bác sĩ đi. Bác sĩ. Hằng ơi. Bác sĩ. Hằng ơi. Hằng ơi. Hằng. Hằng ơi. Em đừng làm chị sợ mà. Hằng ơi. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Nhìn mặt quấy lực cuối đi. Lê Hằng. Hằng ơi. Lê Hằng. Lê Hằng. Anh ấn nè. Lê Hằng. Hằng ơi. Em tỉnh lại đi Hằng ơi. Lê Hằng. Em chết mà. Em chết là chị chết theo. Sao em bỏ anh vậy? Bao nhiêu năm qua anh nuôi hy vọng tìm gặp em, và ông trời đã cho anh gặp em. Nhưng tại sao trong hoàn cảnh này vậy Hằng? Hằng ơi, mở mắt ra cho anh đi Hằng ơi. Chị Hằng lên đây nè Hằng ơi. Bao nhiêu năm xa cách, chị em mình cũng nhiều chuyện tâm sự với nhau mà. Em rành lòng bỏ chị lại sao hả Hằng? Hằng ơi, em tỉnh lại đi, chị đang nghĩ em mà. Hằng ơi. Tỉnh lại đi em. Hằng ơi, em tỉnh lại đi, chị đang nghĩ em mà Hằng ơi. Tỉnh lại đi em. Anh như cũng đợi em cả cuộc đời này mà Hằng. Anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em và con Trinh suốt cuộc đời này mà Hằng. Sai rồi. Thưa cật ngặt trong nuôi con bao nhiêu năm trời,
Tía đã quá khó khăn, tía đã định kiến với con, cấm đoán con đủ thứ, từ chuyện ăn mặc đến sở thích của con, ngay cả chuyện tình cảm của con tía cũng cấm đoán. Rồi con mang bầu, tía cũng đành đoạn đuổi con ra khỏi nhà, để cho con sống cả đời khổ cực trong nước mắt. Hãy tha lỗi cho tía. Ôi ơi là con, ông trời ơi, tại sao người chết không phải là tôi? Lẽ ra phải bắt tôi chết mới đúng chứ, tại sao lại bắt con gái tôi chết? Trời ơi, chính tia đã đẩy con vào hoàn cảnh này. Lần cuối muốn gặp mặt con cũng không được. Tia không đáng làm tia của con. Tia không đáng. Bà ơi, tôi có lỗi với bà, tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Con gái ơi, tôi có lỗi với con. Tôi đang chết, tôi đang chết. Ông ngoại ơi, chết, ông ngoại. Ông ngoại ơi, ông ngoại đừng có tự dằn vặt mình nữa mà. Má con đã đi rồi, bây giờ con chỉ còn có một mình ngoại thôi. Ngoại tính bỏ con đi luôn hả ông ngoại? Chính con, chính con mới là người có lỗi với má con. Chẳng dám gì đến chuyện mà má ơi, con là đứa con bất hiếu. Con dò dịch đua đòi nhân chất và khách khi má. Trong khi đó má đã bất chấp mọi thứ, lặn lội thân cò để kiếm tiền cho con bằng bạn bằng bè. Vậy mà con có biết đâu, má ơi, nếu có kiếp sau con xin được làm con của má để chuộc lại những lỗi lầm mà con đã gây ra. Con hứa với má, con sẽ chăm ngoan và lo cho ông ngoại. Má yên tâm nha má. Lòng em giờ đã mùa sầu. Con gái của tía. Má ơi, má ơi, má. Rồi tương lai biết cây nhớ
vào tim nỗi đau hận sâu. Chẳng dám mơ gì đến chuyện mai sau. Tình yêu muôn sắc muôn màu, lòng em giờ đã ua sầu, chẳng còn tin đến chuyện tình yêu. Anh Nga, chú của chị muốn nói với con. Qua đây. Có chuyện gì vậy chú? Ba con sắp tới đón con rồi đó. Ba con chờ một chút cũng không sao. Nếu như mà con không nghe chú nói chuyện này thì con hối hận cả đời đó. Ủa, tại sao phải hối hận cả đời hả chú? Vì chuyện này liên quan tới hạnh phúc của má con. Liên quan tới má con với con luôn nữa hả? Ừ, đúng rồi. Chú nói cho con nghe đi. Được mấy ngày rồi cũng đâu vào đó. Tiến Thành vĩnh viễn không quên được lời Hằng. Anh không bao giờ yêu thương mình. Lê Hằng, sao mất tích rồi? Mà làm sao mất tích vậy? Nè, em bình tĩnh đi, đừng yên đó, anh tới liền. Rõ ràng là đêm đó anh đến gặp Lệ Hằng. Tại sao phải giấu? Nếu như không có gì, tại sao anh phải giấu em chứ? Chỉ cần hôm đó anh nói thật, em đã xóa hết ký ức cùng anh làm lại từ đầu rồi. Tại sao anh lại không nói ra hả Tiến Thành? Má, má, con mới đi học về hả? Má ơi, má bị sao vậy? Bộ má khóc hả? Đâu có đâu. Má nấu cơm rồi khói bay vô mắt má. Thôi, má đừng có giấu con nữa. Chú Phùng đã kể cho con nghe hết rồi. Chú Phùng? Chú Phùng nào? Thì là chú Phùng. Mà chú Phùng đã kể gì với con? Chú Phùng ba của Ngọc Trinh đó má. Chú Phùng kể là... đúng là ba con rồi, nhưng người trong nhật trình cũng là chú luôn. Ừ. Và cả cô Lê Hằng, cô nhận ra đúng không? Đúng là trong nhật trình hình không rõ lắm, nhưng mà con vẫn nhận ra được. Chú với ba con từng lên sân khấu cộng hôn cô Lệ Hằng hả? Nhưng mà sao trong nhật trình lại đăng cô Lệ Hằng đã có con với chú chứ? Vì cô Hằng và chú tuy bị gia đình cấm cản, nhưng mà hai người đã chung sống với nhau giống như là hai vợ chồng vậy. Sau đó thì cô Hằng gặp ba con. Con biết không, từ khi mà cô Hằng gặp ba con, hai người đã tư tình phản bội chú. Nhưng mà sao ba con lại nói với con cô Lệ Hằng là mối tình đầu của ba con? Ba con gạt con thôi. Thực ra trong chuyện này má con là người khổ nhất. Không phải đâu, ba con không phải là người như vậy. Ba con thương má con lắm. Anh Nga, ba con là người như thế nào? Con hay về hỏi má con. Chứ thực sự chú không bao giờ nói xấu ba con đâu. Chú chỉ muốn là dành lại hạnh phúc cho má con thôi. Nếu như mà con không tin á, thì chú sẽ đứng dậy ra về. Em ơi, tính tiền. Chú kể con nghe tiếp đi. Má, vậy là những gì chú Phùng kể là thật hả má? Vậy là từ đó tới giờ má với ba chưa từng hạnh phúc hả má? Là hai người đóng kịch lừa con hả? Rồi lần trước ba bỏ nhà đi là để qua ở chung với người đàn bà đó hả má? Hèn gì, dạo này con thấy ba con mấy cử chỉ đáng ngờ lắm.
Nhưng mà má ơi, con không tin ba là người như vậy đâu. Không được rồi, con phải đi gặp ba để hỏi cho ra lẽ. Đừng con, má đã chịu đựng biết bao nhiêu năm nay rồi, cũng vì muốn con được an vui, muốn gia đình mình được hạnh phúc thôi. Nhưng mà con không thể nào an vui hạnh phúc trên sự hy sinh của má được. Má chỉ cần ở cạnh ba con là má cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu mà lúc trước nghe má nói như vậy thì con sẽ không tin đâu. Nhưng bây giờ thì con tin rồi. Con cũng giống như má vậy đó, chỉ cần được sống bên người mình thương là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà má ơi, tại sao hai má con mình lại khổ như vậy hả má? Con không có cam tâm mất ba trên tay của Ngọc Trinh đâu má. Không phải là chú Nguyễn Phùng đã hứa giúp hai má con mình rồi sao? Vậy là má chịu nghe lời chú Phùng hả má? Ừ, má đã chịu đựng quá lâu rồi. Bây giờ là lúc má phải đòi lại quyền của mình. Con sẽ ủng hộ má. Nếu như con muốn ủng hộ má thì con phải giấu ba. Con phải giờ như là con không biết chuyện gì nghe chưa? Dạ con. Ủa con gái, bữa nay đi đâu mà ba chờ con cả buổi ở cổng trường vậy? Ờ, anh à, là do em. Em tình cờ đi ngang qua cho nên em rước con đi chợ luôn. Em quên nói với anh để anh chờ. Em xin lỗi anh nha. Anh chờ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không thấy con, anh sợ con gặp chuyện gì nên anh lo lắm. Mai mốt hai mẹ con đi đâu á, nhớ báo anh một tiếng. Dạ em biết rồi. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, trễ lắm rồi. Anh Tứ, em đem trái cây lên cúng rằm, thầy có trong chùa không anh? Thầy đang tụng kinh ở trong chánh điện. Dạ. Ủa anh có chuyện gì buồn hả? Không có. Anh đừng có giấu em, mười mấy năm rồi em còn lạ gì tính của anh nữa. Lần nào buồn mà anh không tới chùa làm công quả, bộ chị Hằng gặp chuyện gì nữa hả anh? Không phải chị Hai, mà là bé Trinh. Bé Trinh? Bé Trinh nó làm sao anh? Nó trai gái hư hỏng, còn hỗn hào nữa. Tôi lỡ đánh nó một cái mà chị Hai giận tôi luôn, binh nó. Chị Hằng con mình ơn nó à? Chị phải thương nó chứ, anh giận chị làm gì? Không phải tôi giận, mà là tôi lo. Thế nào chị Hằng á cũng khổ vì con Trinh cho mà coi. Con nít nó đang tuổi lớn, đứa nào mà không dạy anh. Con Nga cháu em nó cũng vậy mà. Anh đừng lo, nó không hiểu rồi từ từ mình dạy cho nó hiểu. Chứ giận hờn đâu có giải quyết gì được đâu anh. Anh theo thầy lâu rồi mà tâm anh còn nóng quá à. Tại tôi tức. Chị Hai làm như tôi ghét bỏ con Trinh lắm vậy á. Ít ra nó cũng là cháu tôi chứ bộ. Hồi nó mất tích, tôi cũng vì nó mà ăn chay trường tới giờ chứ bộ. Em biết. À mà hôm nay bà nội kêu em đi coi mắt người ta, anh tính làm sao? Thì tính làm sao là tính làm sao. Thì cứ đi coi cho nội vui đi, có gì chịu luôn, có chồng với người ta. Chứ già lắm rồi, ế ráng chịu à. Anh biết lý do người ta ế tới giờ mà còn nỡ nói với người ta mấy lời như vậy nữa. Nếu muốn lấy chồng thì em đã lấy từ lâu rồi, đâu đợi tới giờ đâu. Hiên, tôi xin lỗi. Anh có lỗi gì mà xin? Tại em khờ, em tự thương người ta thì em chịu. Không phải tôi vô tình, không biết tình cảm của Hiền. Nhưng từ khi chị Hai gặp bao nhiêu chuyện như vậy, tôi không còn ham muốn gì hết. Trái tim tôi bây giờ không còn cảm xúc tình cảm trai gái gì nữa. Chị Hằng đau khổ, em cũng thương chị lắm. Nhưng nghiệp ai người đó trả. Đâu phải ai bước vô đường tình cũng đều khổ hết đâu. Mà bây giờ chị cũng đã hết khổ rồi. Con Trinh con của chị xinh đẹp, khôn lớn lên rồi, anh còn lo gì nữa? Tôi không biết, nhưng tôi nói thiệt, tôi chưa thấy yên tâm lắm.
trong bụng cứ thấy lo lo hoài à, nên chưa yên lòng hưởng hạnh phúc được. Vậy chừng nào anh mới yên lòng? Chắc là đợi con Trinh nó yên bề gia thất thì tôi mới... Vậy thì em chờ anh cho tới khi con Trinh nó lấy chồng, sanh con luôn. Trời đất, thôi nha, tôi nói vậy mà em không hiểu nữa hả? Lo đi lấy chồng đi, làm gì cứ chờ tôi hoài vậy? Không, em đã thề trước Đức Phật rồi, đời này em không lấy được anh, em ở giá luôn. Thật á, lo cứu nhân độ thế, đâu có rảnh đâu mà lo cái chuyện em lấy ai. Lời thề đó coi như không có linh. Em thành tâm lắm, Đức Phật nhất định sẽ chứng cho em. Thôi em vô chùa đi cúng đây. Nè Hiền. Thua. Chuyện này em gái phải giữ kín cho anh đó, không thì luật sư Đoàn sẽ rút thẻ hành nghề của anh. Anh dễ thương, yên tâm đi, em biết mà. Vậy chừng nào mình mới có thể gặp lại? Em đừng quên, đã hứa đi ăn tối với anh rồi đó. Dạ, đợi xong chuyện đi, tâm trí em thảnh thơi, rồi nhất định em sẽ đi ăn tối với anh. Vậy anh đi. Dạ. Và chờ ngày em thực hiện lời hứa của mình đó. Dạ. Anh đi. Chào anh. Cũng ngọt ngào, tình tứ quá hả? Chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi mà. Có chót lưỡi đầu môi hay không á thì chỉ có một mình em biết thôi. Thôi được rồi, dẹp cái ghen tuông dớ dẫn của anh qua một bên đi. Bây giờ anh đón nhận một cái tin động trời nè. Tin động trời gì? Ông già, ổng không phải với Di Chúc trao toàn quyền thừa kế cho mẹ con Hằng như vợ chồng mình nghĩ đâu. Vậy thì tốt rồi. Mà ổng ủy quyền toàn bộ tài sản cho Ngọc Trinh quản lý. Cháu vàng cháu ngọc của ổng quản lý đó. Cái gì? Ủy quyền? Tức là không cần đợi đến khi ổng chết mà mẹ con nó vẫn có thể tống cổ anh ra khỏi nhà. Anh nên chuẩn bị ra đường ăn xin đi. Ông già không thể đối xử với anh như vậy được. Nhưng ổng đã làm, và giấy ủy quyền đã có hiệu lực. Gia tài bây giờ chỉ còn chờ tìm thấy chủ nhân nữa là xong. Không thể để ông già tìm thấy má con đầy hàng được. Chân của ông sắp lành rồi đó, anh có cắm được không? Anh phải nhớ, ông già không có dễ đối phó đâu. Em nói vậy để gì? Kèm theo giấy ủy quyền là di chúc. Ông đã ghi rõ, nếu không tìm thấy được mẹ con Hằng thì toàn bộ tài sản sẽ hiến cho từ thiện. Cho nên anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thắng được ông già đâu. Ông già, có cần phải cản tàu ráo máng vậy không? Cho nên bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Anh mau nhận con gái rượu và chiếm lấy tình cảm của nó đi. Như vậy á thì mới hy vọng vớt được một chút cá cạn cơm thừa. Thôi đi, bỏ cái giọng khích bác đó đi. Mà em nói cũng phải. Nhưng ngặt nổi, con Hằng nó dùng quyền làm mẹ để cấm con Ngọc Trinh nhận anh rồi. Anh bây giờ chẳng còn cách nào để mà tính. Thằng Phùng này không thể nào dễ hạ gục như vậy đâu. Thằng mà nó điều tra ra, Đệ Hằng từng là gái bao của Vĩnh Lực. Gái bao? Con Hằng nó cũng làm gái bao sao? Anh đã tìm tới nhà trọ đó và đã được bà chủ chứng thực, cô ta không chỉ là gái bao một thời của Vĩnh Lân mà còn là công cụ giúp nó hầu hạ tiếp đại con đối tác. Đúng là tin tốt. Mới biết má mình là ca sĩ, con Trinh nó đã đau khổ và hoang mang như vậy. Giờ biết má mình là gái bao còn tiếp khách như một gái làng chơi thì chắc chắn nó sẽ
Anh đúng thật là quá hiểm ác mà. Anh có một kế hoạch cụ thể để hạ gục Lệ Hằng. Em có muốn nghe không? Anh biết rồi mà còn hỏi. Má ơi, chú Phùng dặn má con mình ngồi ngay bàn này luôn hả má? Ừ. Con hồi hộp quá à. Không biết là chú Phùng sẽ cho mình thấy cái gì nữa. Má chỉ mong là con không phải thấy điều mà má đang nghĩ. Là cái gì má? Má, ba kìa. Ủa, sao ba biết má con mình ở đây? Mà ba tới đây làm chi vậy má? Má, cái cô đó là má của Ngọc Trinh á, là ca sĩ Lệ Hằng á má. Thì ra sau lưng tôi, anh vẫn lén lút gặp con Hằng. Ủa, Lệ Hằng. Anh Thành, anh đi đâu vậy? Ủa, là em hẹn anh ra đây mà. Em đâu có hẹn anh, là anh Phùng hẹn em mà. Thằng Phùng hẹn em? Dạ. Vậy thôi, em đi về. Nè nè, khoan đã. Đã tới đây rồi thì ngồi xuống ăn chút gì đã. Nhưng mình đã hứa là không gặp nhau nữa mà. Anh hứa là không nhắc chuyện tình cảm thôi, chứ có hứa là không gặp nhau đâu. Nè, là bạn bè, mình gặp gỡ nói chuyện bình thường được mà. Em chỉ lo. Lê Hằng, em không phải lo gì hết. Ngồi xuống, anh nói chuyện một chút. Ngồi đi. Dạ, ông dùng gì? Dạ. Hằng, sao hôm nay nhìn em xanh xao vậy? Công việc của em sao rồi? Dạ, em nghỉ làm ở phòng trà rồi. Bây giờ em bán xôi ở gian đường á. Tuy cực nhưng bán đắt lắm anh ơi. Còn Trình thấy em buôn bán cực khổ nên nó cũng biết chuyện và ngoan hơn trước nhiều lắm. Nghe em nói vậy anh yên tâm rồi. Mà nói trước nha, có khó khăn gì cứ nói với anh. Nếu giấu là anh giận em đó. Đi, mình đi đâu má? Chào tình địch của má. Nè, em đừng nên kích động như vậy. Không lẽ anh bắt em phải dương mắt nhìn cảnh này hoài sao? Em chịu đã hết nổi rồi. Em phải vạch mặt con người giả nhân giả nghĩa đó. Em phải bình tĩnh. Chuyện nhổ cái gai trong mắt của em, em không cần phải lo. Em ăn đi rồi về. Em đừng có khách sáo. Đồ ăn dọn lên rồi. Em ăn đi. Anh Thành à, anh có biết tại sao anh Phùng lại nói dối hẹn em với anh ra đây không? Tự nhiên em thấy lo quá. Anh cũng không biết, nhưng em không cần phải lo đâu. Nếu như nó dám giở trò, anh sẽ cho nó một trận. Anh không định để cho nó ăn hiếp em như hồi xưa nữa đâu. Thiệt vậy sao băng già? Em còn nhớ cái này chứ? Mày lại giở trò gì đây? Tao có giở trò gì đâu. Tao chỉ muốn là con gái tao biết sự thật thôi. Để cho nó biết là mẹ nó không phải đoan trang như nó đã từng thần tượng. Sao ta? Một phút chốc trở thành con gái của kẻ sát nhân, chắc là con Trinh nó mừng dữ lắm. Anh cũng biết năm đó tôi vì tự vệ nên mới ra tay mà.
Tại sao anh còn nói những lời này? Ừ đúng rồi, thì tòa án cũng đã xóa tội cho em rồi, em còn sợ gì nữa? Sao không để cho con gái của mình biết sự thật chứ? Phùng à, mày còn khốn nạn tới chừng nào nữa? Tới chừng nào mày mới buông tha cho Lệ Hằng? Khi nào tao có được những thứ tao cần? Vậy thì anh cần thứ gì? Anh nói đi. Em cũng biết quá rõ rồi mà, nơi thân Phùng này ngoài gái và tiền ra thì anh không cần gì nữa hết. Về khoản gái á thì anh đừng có lo, em không phải là gu của anh. Người như em là hợp gu với thằng Thành và ông Lân, cho nên em chỉ cần đưa tiền cho anh là đủ. Còn bao nhiêu tôi đưa anh hết rồi mà. Hả? Tôi còn gì nữa đâu mà đưa cho anh chứ? Anh biết, cho nên lần này em chỉ cần đưa cho anh thêm 5.000 thôi. Nếu không có thì sao? Đơn giản, trong vòng 5 phút nữa thằng Mạnh sẽ đưa tờ báo này cho con Trinh đọc. Khốn nạn! Mày... Anh Thành ơi! Cái gì? Mà. Em xin anh đó! Mày sao? Mày vì cô nạn bà này dám đánh tao à? Mày có tin là tao làm ầm lên cho Thu Trâm biết không? Hả? Tôi lại anh! Tôi lại anh! Mày... Tôi xin anh đó! Anh đừng có làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. 5.000 đồng đúng không? Được rồi, anh chờ ít bữa đi. Tôi đi bán, tôi đi mượn, tôi sẽ gom đủ đưa cho anh được chưa? Hả? Mày có chắc khi mày nhận đủ tiền mày buông tha cho lại hàng không? Đưa đủ tiền đi rồi nói chuyện. Mày cầm đi, cầm đi và ra khỏi đây. Sao? Bây giờ em tin rồi chứ? Vừa hợp tác với anh nhổ cái gai trong mắt đó chưa? Để nhổ được cái gai này, cho dù phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, em vẫn sẵn sàng. Má, con sẽ theo phe của má. Anh chạy chậm lại giúp tôi muốn ngắm Sài Gòn một chút. Dạ. Sài Gòn thay đổi nhiều quá, mới mấy năm không về mà cứ tưởng như là lâu lắm rồi. Anh quay đầu xe lại giúp tôi, chạy theo cô gái kia. Dạ. Đúng là thứ hồ ly tinh quỷ quái mà. Ừ. Chồng của em với chồng của mấy chị đều bị nó mê hoặc xỏ mũi bấy lâu nay, mà tụi mình có hay có biết gì đâu. Ừ. Hèn chi lúc này ông Lân ông hờn với tôi lắm, bữa nào cũng về tới nhà tối khuya tối mịt, cơm không ăn, vợ cũng không đụng nữa. Trời ơi, mà tôi tức quá mà. Không phải một mình chị tức thôi đâu. Cái cảnh đồng sàng dị mộng ở bên mình á, mà lúc nào tâm trí cũng dành cho người đàn bà khác, không phải mình, chẳng khác nào á là sống trong địa ngục. Tôi á cũng vì thương chồng mà cố gắng chịu đựng chuyện này thôi. Chồng vợ mấy mươi năm, làm sao mà không thương được. Nhưng mà tôi không có ngu như hai cô đâu. Dám giật chồng của tao hả? Tao cạo đầu, tao bôi vôi, tao thả trôi xong. Chị giận cho nên chị nói vậy thôi. Chứ mấy cái chuyện này thì chỉ có trong chiếu bóng á, chứ ở ngoài đời thì ai mà dám làm mấy cái chuyện này. Ai nói không dám? Hai cô chờ đi, tôi làm cho hai cô coi. Tôi á, tôi hiền thì cũng hiền lắm, nhưng đụng tới chuyện này á thì tôi không có nhịn đâu. Thiệt tình, mới nghe chị nói mà máu ở trong người em á nó rần rần lên hết à. Chừng nào á chị đi đánh ghen, chị cho em theo với. Còn chừng nào nữa, ngay bây giờ luôn. Uống xong ly nước này, hai cô theo tôi, tôi rạch nát mặt con đó cho hai cô coi. Chị à, em rất là ủng hộ chị
là đánh cho con hồ ly đó phải cho nó một trận. Nhưng mà khoan đã chị à, bây giờ mình vô duyên vô cớ, lấy lý do gì để đánh nó? Tự nhiên mình đang đúng trở thành sai, rồi ở tù quan, đã vậy còn bị mấy ông chồng cười vô mặt nữa. Chị Trâm nói phải đó chị, từ từ bình tĩnh. Nè, tan chứng rành rành ra nè, nó dám chối hả? Chị à, nhưng mà bắt tại trận, đánh tại trận không sướng hơn hay sao? Bắt tại trận, đánh tại trận, nhưng biết nó quyến rũ chồng mình ở đâu mà đánh mà bắt chứ. Chị yên tâm đi, em đã có kế hoạch đâu vô đó hết rồi. Kế hoạch sao? Nói cho tụi này nghe thử coi. Anh Lân à. Dạ chào anh. Mời anh ngồi. À, vừa tính đi ra đây á thì có khách tới đặt hàng. Xin lỗi để cậu chờ lâu, cậu không phiền chứ? Dạ không có gì đâu. Thấy anh mua mai bán đắt như vậy em cũng mừng lắm. Em đã gọi đồ ăn sẵn hết trơn rồi. Cậu lúc nào cũng chu đáo hết, đang đói bụng không khách sáo nha. Dạ mời anh. Ngon quá nè. Tôi nói á, sao mọi người không tin? Mọi người nói tôi mê tín dị đoan. Tuổi của tôi á hợp tuổi cậu với tuổi của Lệ Hằng. Hôm nào gặp hai người á, tôi về là bằng hơn lắm. Lệ Hằng? Mà Lệ Hằng là ai vậy? Cô ca sĩ ra phòng trà xinh đẹp á, hôm trước cậu đã gặp rồi mà. À, thì ra là cái cô đó. Em thấy cô đó cũng bình thường, có gì đâu mà ông anh mê tích dữ vậy. Cậu nói vậy là xúc phạm với tôi nha. Cô Lê Hằng hát hay xinh đẹp, mà lại còn lên giường tuyệt vời luôn. Tuyệt vời? Mà tuyệt vời như thế nào hả anh? Lê Hằng không giống như gái bao đâu, mà quái tự trọng và dịu dàng nữa. Mà thôi, mà không lẽ cậu hẹn tôi ra đây để nói chuyện riêng tư vậy sao? Không không không. Dạ em biết thời gian của anh là vàng bạc, không có chuyện thì làm sao em hẹn anh ra đây được chứ. Thì có chuyện gì nói luôn đi. Dạ anh uống với một ly đi. Rồi em sẽ nói cho anh nghe. Vô. Thực ra em muốn ký với anh một công tra độc quyền. Ký công tra độc quyền? Dạ. Không lẽ thiếu vốn để tính tạm ứng như lần trước nữa hả? Không không, không phải như vậy. Mà thôi, anh uống hết ly này đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe. Ngày còn dài mà. Uống, uống đi. Mời anh. Mở cửa ra, mở cửa ra cho tao. Đồ bất dạy, đồ bất hiếu. Mở cửa ra, mở ra. Tại sao tụi bay nhốt tao hoài vậy? Mở cửa ra cho tao. Mở ra, mở ra. Trời ơi, mở cửa ra cho tao, đồ trời đánh. Mở cửa ra đi, đồ mất dạy. Tao mà ra được là mày chết với tao nghe chưa? Đồ mất dạy, mở cửa ra. Trời đất ơi là trời, bữa nay là qua một tháng rồi mà nó không chịu đưa mình đi tới khám nữa. Tụi này nó quá đáng mà. Bữa bác sĩ nói một tháng sau là tháo bột, đến bây giờ là hơn 7 tháng rồi. Còn Nhi với thằng Phùng đâu rồi? Mày có chịu dắt tao đi cắt bột không? Trời ơi là trời. Nè, tiền của chị nè. Dạ của chị đây ạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Thôi mình vô đây mình ngồi. Cô ơi, cô ơi, cô có phải là má của bạn Ngọc Trinh không cô?
Cô là má của nó, con là bạn của Ngọc Trinh hả? Cô ơi, con là Hạnh Nga, con là bạn học chung lớp với Ngọc Trinh đó cô. Hồi nãy con chạy ngang nhà của chú kia, con thấy Ngọc Trinh với chú kia cãi nhau rồi đánh nhau quá trời luôn. Rồi con chạy vô con can đó cô. Con Trinh đánh nhau? Dạ. Mà tại sao lại đánh nhau? Nó đánh với ai vậy con? Con cũng không biết nữa cô. Con vừa chạy vô thì Ngọc Trinh kêu con chạy qua đây báo cho cô biết, để cô chạy qua giúp Trinh đó cô. Vậy hả? Dạ. Bây giờ Trinh nó khóc quá trời luôn á cô. Bây giờ làm sao? Cô ơi, chỗ này nè cô. Cái gì vậy? Địa chỉ nhà anh Lân đây mà. Sao con Trinh lại tới đó? Tôi chết rồi. Là anh Phùng rồi. Cô Em ở đâu? Trinh ơi. Anh ơi. Trinh ơi. Em ở đâu? Em ở đâu? Anh à, con Trinh của em đâu? Con Trinh của em đâu anh? Em tới đúng lúc không? Hả? Anh nhớ em lắm. Anh à, anh nhớ em. Anh nghe em nói nè. Em biết con của em nó quấy, nó còn nhỏ dại nó quấy, nhưng mà em xin anh tha cho nó nha. Nha anh. Anh không. Em anh xin không anh mà. Nha. Anh thương em. Anh nhớ em mà. Anh nhớ em lắm. Anh nhớ em lắm hả? Anh Lân ơi. Anh nhớ em lắm. Anh ơi. Anh à, anh sao vậy? Hả? Con Trinh không phải nó qua đây nó cãi nhau với anh sao? Hả? Em lầm rồi. Anh từng tuổi này mà đi gây lộn với đứa con nít hay sao? Bỏ hết. Bỏ hết. Anh chỉ biết em thôi. Em ở với anh. Em ở đây với anh. Em ở đây với anh. Không được. Bây giờ em phải về đi bán nữa. Em không đi đâu hết. Em không đi đâu hết. Em ở đây với anh. Thôi em ra đi. Thôi em ra đi mà. Tại trận rồi nha. Trời ơi, trời ơi. Gái gú nè, ông hả? Gái gú là tối ngày gái gú à. Chết với tôi nè, cho ông chết nè. Trời ơi, mày hát. Chị ơi, chị ơi, giật chồng bà hả? Chị, tao buông ra. Tao cho mày chết. Ôi, ông buông tôi ra đi. Gan hả? Mày giật chồng tao hả? Biết tao là ai không? Hả? Hả? Buông ra. Bỏ đi. Buông ra, tao cho mày chết. Người ta hả? Đẹp này hả? Mặt đẹp này đi. Mày chết nè. Mày hả? Đi. Cho cái mặt mày nát tao lóc. Nát tao lóc. Buông ra đi. Tự tao sợ mày hả? Mày hả? Buông ra đi. Buông ra. Mày tưởng mày còn trẻ lắm hả? Mày giấu trong tao hả mày? Tao muốn chết hả? Chuồng cái mày. Tao muốn trong người ta hả mày? Hả? Giờ mày chết. Bỏ mày. Bỏ nghe chưa? Chết. Lao tao bị người ta đánh mày hả? Cút nè. Tao nói cho mày biết nha. Mày vũ ai thì vũ. Mày chưa chồng tao ra cái chưa? Con kia. Quách cho mày khỏi nha. Khỏi cho mày. Khỏi chưa? Mấy người đi ra coi. Làm cái gì mày đánh bác tôi vậy hả? Mày dám bác tao hả mày? Bú ra. Bú ra. Chị. Đủ rồi chị. Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi chị, đừng có đánh. Để tôi. Có sao không? Dạ. Tao đủ rồi. Cái con kia, tao nói cho mày nghe nha. Mày mà còn lén phí với chồng tao là mày chết tao nha mày. Mà thấy chưa? Mà dục giả chưa? Mà giết chết cuộc đời con rồi đó. Trời đất ơi.
Cái gì la dữ vậy? Ủa sao bà đâu xuất hiện vậy? Rồi tự nhiên ngồi dưới đây rồi ngồi kế cái giỏng tôi nữa. Đừng có nói là già sanh tật nha bà. Ông mới là sanh tật á. Trời đất ơi, ngủ cái gì mà la sùm hất một cái là mém vô trong mặt tôi rồi. Hên là tôi né kịp á. Mà ngủ gì la dữ vậy? Ủa té ra là tôi nằm chiêm bao hả? Trời ơi, làm hết hồn luôn không? Chiêm bao gì dữ vậy? Hả? Mới gì vậy? Có gì đâu. Ơi, tôi nằm mơ, tôi thấy tôi quýnh lộn. Trời đất ơi, già cái tật hung hăng không bỏ. Nằm mơ cũng thấy quánh lộn với người ta là sao vậy ông? Bà dám nói tôi hung hăng hả bà? Ủa, thì người ta nói ban ngày nghĩ cái gì thì đem chiêm bao cái đó. Không phải ha? Trời ơi, chắc tối ngày ông lo ông nghĩ cái chuyện quánh lộn với người ta quá. Chưa có nghe rõ đầu đuôi gì hết trơn mà kết tội người ta rồi. Cái tật hấp ta hấp tấp lỡ duyên lỡ phận mấy chục năm rồi mà cũng không bỏ à. Hay hay, nói gì thì nói, không có được móc méo tôi nha. Nhắc cái vụ đó là quê nha. Mà đầu đuôi làm sao mà nằm mơ thấy quánh lộn lận? Tôi không phải tự nhiên tôi quánh lộn với người ta. Tôi quánh lại mấy cái người mà tới quánh con Hằng cái kìa. Ủa, ông nằm mơ thấy có người quánh con Hằng hả? Ừ, 2-3 người luôn. Buông vô quánh con Hằng thấy tội nghiệp nó lắm. Đó, tôi mới tức, tôi nhào vô, tôi quánh lại để bảo vệ nó. Rồi, ông ăn hay thua? Ai biết. Ủa gì kỳ vậy? Ủa, ông quánh người ta mà ông không biết ăn hay thua là sao? Thì cũng bị bà thôi. Tự nhiên tôi đang nằm mơ, tôi thấy tôi quánh lộn. Bà nhảy vô cái bà la làng lên. Tôi tỉnh dậy rồi biết làm sao ăn hay thua. Trời ơi, chìm bao mà làm như thiệt vậy. Chuyện tôi mới rầu đây nè. Chuyện gì? Thằng Sầu nó làm gì bà nữa rồi phải không? Ủa chưa nói mà sao không biết chuyện thằng Sầu hay vậy? Thì ngoài thằng Sầu ra có ai làm cho bà khổ đâu. Mà nó thiếu nợ nhiêu? Đâu có nợ nần gì đâu. Nó xách cái bằng khoáng của tôi nó trốn mất rồi. Trốn đi đâu? Tôi biết nó đi đâu thì tôi đi kiếm nó cho tôi kiếm ông chi. Thì đi đi. Đi đâu? Thì đi kiếm Sầu lấy bằng khoáng về. Rồi bây giờ... Ủa, chờ tôi đi với. Trời ơi, cái tật đi như giặc đuổi không bỏ à. Thôi nín đi em. Trinh, con đi đâu vậy? Đi đâu cũng được. Miễn sao là không sống chung với người má nhục nhã vô liêm sỉ đó. Con không được khổ như vậy. Má con đã khổ sở như vậy rồi, con không thương thì thôi. Sao con còn nỡ nói những lời cay nghiệt như vậy hả? Chuyện này là do bà ta tự chuốc lấy thôi. Cái gì là thành cao, cái gì là hy sinh cho con, vì là sợ tôi mất mặt nên bỏ nghề ca sĩ. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Thế gian này biết bao nhiêu người, tại sao lại không yêu? Tại sao lại đi giật chồng phá vỡ cái hàng nhà người ta chứ? Trinh, con có im đi không? Con không im đó. Chị phải để cho con nói chứ. Chị có biết là con khổ sở như thế nào không? Rồi bây giờ con còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa chứ? Ông ngoại đã từng dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tại sao má lại không nghe lời ông ngoại? Trời ơi, tại sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời? Tại sao tôi có thể lại là con của bà chứ? Tôi thà chết chứ không giận bà là má của tôi đâu. Trinh, Trinh ơi, Hằng, Hằng ơi, Hằng ơi, Hằng, Hằng, em bị làm sao vậy nè? Hằng ơi, Hằng. Công nhận ông xã em giỏi thiệt, một mũi tên mà bắn chết 2 con nhạn. Vẫn một chiêu xài hoài không cũ.
Tên Vĩnh lần đó có mơ cũng không ngờ là đã bị anh cho uống thuốc kích thích. Cho dù có nghĩ ra thì cũng không có thời gian quấy rối anh đâu, vì ông ta bận tạ lỗi với bà vợ của mình rồi. Em làm tốt lắm. Mà nói chung thì hai vợ chồng mình ai làm cũng tốt hết, đúng không? Nhưng mà em hỏi nè, con cá của anh bao giờ mới cắn câu vậy? Em yên tâm đi, chắc cũng sắp rồi. Con con hàng bị sao? Người ta viết cái gì trong tàu diễn trình đó? Dạ không, sao đâu gì đâu tiếng. Hả? Con hàng nó bị sao? Dạ không có gì đâu tiếng. Hả? Tía ơi, tía, tía, tía ơi, tía. Tía ơi. Ông à. Nga còn kêu anh chạy theo em, an ủi động viên em. Nga nói tâm trạng của em bây giờ rất là hoang mang, cần một người an ủi. Thì ra anh tới đây an ủi tôi là theo lời con Nga đó hả? Là vì nó thấy tôi tội nghiệp sao? Tôi không có cần ai quan tâm thương hại tôi hết á. Anh đi đi, anh đi về đi. Còn lối đi nào cho người về chùa sao? Con có sao không vậy? Trinh ơi, con sao vậy nè? Trinh, con sao vậy con? Chú có phải là ba của con không? Chú là ba của con mà. Trinh, tao sợ mày hả? Đồ cái thứ con quan lăng loạn bất chấp. Thôi, bỏ qua đi, mọi người mà Trinh, thôi bỏ qua đi, thôi chắc gì phải cái loại sinh hai người, bỏ qua đi. Thôi, thôi mà, thôi là, đừng đánh nhau nữa. Anh Nga, anh Nga, em có sao không? Sao không? Đau quá, ngược vào tim nỗi. Những lời như vậy mà em cũng nói ra được nữa hả? Cô Hằng là má của em đó. Má của tôi hả? Má không còn má của tôi từ tuổi tới giờ rồi. Người đàn bà thiếu nhân cách như vậy tôi không có còn hơn. Tình yêu muôn sắc. Tất cả những chuyện này là do em làm đúng không? Em giờ đã ua sầu, chẳng còn tin. Không chỉ một mình em mà em còn lôi kéo Hành Nga vào chuyện này. Có đúng như vậy không?